Năm nốt ruồi được cho là khắc trầm, lăng nhăng, nhất định phải xóa. Hân hỉ chào đón anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như đài khí tượng, dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của mỗi người. Mỗi một nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Đặc biệt là đối với những nốt ruồi tại vị trí đặc biệt sẽ bật mí rất nhiều về bản mệnh, số phận, cũng như là chuyện hôn nhân, tình cảm hay là đường con cái. Tất nhiên là còn tùy thuộc vào vị trí, màu sắc, độ thẳng bóng và kích thước mà chúng phát triển, phú quý, phúc thần, sang hèn của họ không giống nhau. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong thủy May mắn sẽ chia sẻ với các bạn những bí ẩn đằng sau những nốt ruồi ở 5 vị trí sẽ quyết định tính cách của người phụ nữ. Nếu có những nốt ruồi này, bạn cần phải xóa ngay lập tức. Quý anh chị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nốt ruồi phía trên lông mày. Theo nhân tướng học, họ cho rằng sở hữu nốt ruồi ở vị trí trên lông mày là người có tướng khắc trầm. Nếu vị trí nốt ruồi ở bên phải lông mày, thường thì vận hạn sẽ đổ lên đầu chủ nhân. Người này sẽ có cuộc sống tình duyên lận đận qua 2-3 lần đỏ mới có được cuộc sống yên ấm. Nếu đó là nốt ruồi nằm ở lông mày bên trái thì vận hạn đổ lên đầu người chồng. Người vợ này luôn kìm kẹp sự phát triển của chồng, ghen tuông thái quá khiến hôn nhân lục đục, chồng cũng khó lòng thăng tiến. Nốt ruồi ở ấn đường giữa hai lông mày. Nếu có nốt ruồi ở vị trí này thì bạn hãy xem xét nghiêm túc việc xóa nó đi. Đây được cho là nốt ruồi lăng nhăng không trung thủy. Người khác nhìn chúng sẽ không cảm tình với bạn. Người phụ nữ có nốt ruồi này không phải là chuyên tâm về gia đình, họ nghĩ cho bản thân nhiều hơn là cho chồng con, không nặng lòng về hôn nhân, họ thích tự do nên thường không thể nào ổn định như nữ công gia chánh và cũng không thích hợp bị người khác chỉ đạo. Lấy hai người này, bạn sẽ hay phải cãi nhau dẫn tới mâu thuẫn cực điểm rồi ly hôn. Nốt ruồi trên môi. Nốt ruồi trên môi tượng trưng cho những người phụ nữ ham muốn thể xác dục vọng, họ có mới nới cũ. Nếu người chồng không đáp ứng được chuyện chăn gối thì người này dễ ngoại tình. Hơn nữa, khi có quá nhiều mối quan hệ xung quanh người phụ nữ này sẽ không thể giữ được mình. Ngoại tình là chuyện sớm muộn mà thôi. Nốt ruồi bên trái trán. Người có nốt ruồi ở trán trái thường thiếu tự tin, lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của người khác. Dù yêu thương nhau nhưng luôn phải đặt câu hỏi vì sao đối phương yêu mình. Đó là lý do để người khác cảm thấy chán bạn và tình cảm rạn nứt. Người này hay mủi lòng cũng dễ bị những lời đường mật làm cho xiêu lòng. Thế nên hãy cần gặp người đàn ông mồm mép hay là buông câu tán tỉnh thì lập tức bạn sẽ ngoại tình. Nốt ruồi ở vành tai. Người có nốt ruồi ở vành tai được cho là người không ổn định trong chuyện tình cảm, nay đây mai đó, có tính sốc nổi hời hợt, tình cảm cũng không sâu đậm nên có thể dẫn tới chuyện ngoại tình khi gia đình lục đục. Đối với họ, hôn nhân không phải là tất cả, cũng không phải là bến đỗ. Họ không hết lòng vì chồng con nên khó lòng có được hạnh phúc khi cưới người này. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy May mắn sẽ giúp anh chị tìm hiểu về con đường tình duyên của 12 con giáp trong năm Canh Tý. Tình cảm của tuổi Tý vào năm 2020, vận trình tình duyên có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng. Tuy nhiên do Thái Tuế Tý Thủy là các tinh tỷ kiên của con giáp này vốn là một trong 4 chính tinh trợ về đào hoa, lại thêm trực Thái Tuế Thủy vượng nên ít nhiều bản mệnh có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm Canh Tý không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh có được cơ hội tình duyên. Tuy nhiên điều đó đồng nghĩa với sự việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm chứ không phải ngồi ôm cây đợi thỏ. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ định kiến quá cũ của mình. Nếu có cảm tình thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận, tìm hiểu người đó nhiều hơn. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của anh chị, bố mẹ hay là cô dì chú bác trong nhà để tìm thêm cơ duyên cho mình. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi mà không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình.
Năm nay Thái Tuế lưu niên là Tý Thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu bia. Trong năm bản mệnh tuổi Tý dễ vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương mình. Phong thủy may mắn khuyên bạn nên hạn chế đến những nơi vui chơi giải trí kém lành mạnh, nên hạn chế uống rượu bia, nếu không dễ vì mất tỉnh táo mà phạm sai lầm, gây ra tai họa và tự tay phá hủy hạnh phúc của mình. Nơi hẹn hò của đôi lứa cũng nên tìm nơi sáng sủa khô ráo, tránh những nơi ẩm ướt như bờ sông, bờ biển, dễ gặp phải chuyện không hay. Để tăng cường nhân duyên cho mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn và Hồ Ly Mắt Bạc để chiêu mời quý nhân, tăng cường nhân duyên cho người tuổi Tý. Tình cảm của người tuổi Sửu vào năm 2020, xét về phương diện tình cảm của tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài cát tinh vốn còn được biết đến với cái tên sao tình nhân, Thái Tuế lại có phần nghiêng về phía nam mạnh hơn là nữ mạnh. Vì thế, so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò gặp gỡ, cũng có lúc là đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, đối với nam mệnh đã kết hôn, có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu, tuy nói có cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới quan hệ yêu đương. Với những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động cá tính, hãy dành cho đối phương một cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là sự lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào, e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ càng ngày càng xa cách, hai người như hai đường thẳng song song, không có điểm giao. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Tử vi tình cảm tuổi Dần vào năm 2020. Tình duyên của tuổi Dần, đào hoa không quá vượng, song tuế can canh kim sinh thương quan tinh. Đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ may đón nhận hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái. Không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất, mệnh chủ cũng được tiếp tục và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song nữ mệnh nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới, cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào các mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Dần, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới, nên tình duyên đã ít lại càng thêm ảm đạm. Con giáp này nên tìm cách tự mình có được cơ may gặp gỡ, như vậy khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ảm đạm quá mức. Để kích hoạt cung đào hoa cho mình, cần sử dụng vòng tam hợp quý thần Dần, Ngọ, Tuất kết hợp với mạng dây chuyền Hồ Ly. Hai pháp khí phong thủy này có tác dụng chiêu mời quý nhân, kích hoạt cung đào hoa, giúp cho hòa hợp vợ chồng và may mắn trong việc lựa chọn bạn đời. Về mặt tình cảm, tuổi Mão năm 2020. Tuổi Mão bước vào năm Canh Tý, Thái Tuế trở đào hoa hồng loan các tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm đào hoa vận cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh, lanh lợi, giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh và thực tế, nhưng khá là tâm lý và biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình và khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm trì đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá là dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng, giữ gìn trong tay. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Đối với người đã có đôi có cặp thì đây có thể là dấu hiệu dễ bị vướng vào các mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, có thể sa ngã và đưa hạnh phúc gia đình mình lên bờ vực tan vỡ.
Đối với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đừng tính toán thiệt hơn với người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên với tuổi Mão, cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp Hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, đối với nữ mệnh, cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hồ ly để kích hoạt cung nhân duyên giúp tăng cường sự hấp dẫn với người khác phái. Tình cảm của tuổi Thìn trong năm 2020. Tình duyên tuổi Thìn vào năm 2020, nam mệnh tuy đào hoa không quá nhiều nhưng bản thân lại có nhân duyên khác giới cực tốt, bạn dễ dàng tìm được cơ hội để tiếp cận làm quen với người mình có cảm tình. Nam tuổi Thìn thông minh, tài giỏi, có phần thực tế, song bạn hoàn toàn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình, đôi bên cùng bị hấp dẫn bởi đối phương, tỷ lệ thành đôi khá cao. Song cần nhớ phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm, bởi nhân duyên này không phải là đào hoa vượng mà có, chỉ là cơ hội mà nhân duyên đem lại mà thôi, không nắm bắt thì cơ hội sẽ tan biến. Nữ mệnh tuổi Thìn không có nhiều biến động trong tình cảm, mọi thứ bình bình, không có gì đặc biệt. Người có đôi vẫn giữ được mối quan hệ ở mức bình ổn, còn người độc thân chưa thực sự sẵn sàng để bước chân vào một mối quan hệ mới. Thời điểm năm 2020, nhân duyên không tồi, bản mệnh hãy nhân cơ hội này kết bạn làm quen với nhiều người hơn nữa, có thể bằng nhiều cách để tìm người phù hợp với mình. Đừng chỉ ngồi im một chỗ chờ đợi tình yêu tới, bạn cần phải chủ động tích cực hơn, bởi cuộc sống là không chờ đợi, thanh xuân trôi qua trong chớp mắt. Mệnh chủ, hãy treo một bức tranh chim công hoặc sử dụng một đồng hồ chim công treo tại phương vị đào hoa của mình để kích hoạt được tình duyên, giúp truyền tình cảm được thuận lợi, tình cảm tiến tới khăng khít hơn. Tình cảm của tỷ tỵ. Xem đường tình duyên năm 2020 của tuổi Tỵ, năm Canh Tý này Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh. Con giáp này có nhân duyên khác giới vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải là đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh có nhiều cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên trời chỉ xét tới đó, việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam hay là nữ mệnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau. Hãy suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ. Tuy nhiên, cũng đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế. Nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm vận quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giới thiệu khác giới phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công, vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời cũng là vật phẩm phong thủy kích đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tử vi tình cảm tuổi Ngọ. Trong năm 2020, tuổi Ngọ không có nhiều đào hoa, Thái Tuế Thiên Quan Tinh là sao khắc giới của nữ mệnh, song về cơ bản thì Tý Ngọ tạo ra cục diện tương xung nên cũng không xoay chuyển được vận trình tình duyên ảm đạm. Dù con giáp là nam hay là nữ mệnh thì đều có được cơ hội thu hút sự chú ý của người khác phái, nên duyên hay không là chuyện khó nói trước. Tình cảm đôi bên cũng không được ổn định như những người khác. Nam mệnh chịu nhiều áp lực về kinh tế, lại hay ghen tuông gây ra những tổn thương cả về thể chất và tinh thần với đối phương. Cũng có những lúc con giáp này vì tình mà đau khổ, bị dối lừa vì quá si mê. Nữ mệnh tuổi Ngọ có nhân duyên vượng hơn so với nam mệnh, song nhìn về tổng thể vận trình không sáng sủa hơn là mấy. Bạn phải chịu áp lực khá lớn về chuyện tình cảm, dễ trải qua những sóng gió bất chắc, thất bại hết lần này tới lần khác. Để kích hoạt tình duyên cũng như hóa giải những hung họa do ảnh hưởng của đào hoa sát, mệnh chủ hãy luôn mang thêm bên mình một vòng tam hợp dần Ngọ Tuất kết hợp với một mặt dây chuyền hồ ly. Tử vi tình cảm của tuổi Mùi trong năm 2020. Tuổi Mùi dù là nam mạng hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý trên phương diện tình cảm này, phái nam phải biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận lại ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể, bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến cho bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách cư xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến đôi bên đều phải chịu tổn thương.
những người đã lập gia đình nên chú ý giữ gìn khoảng cách với những người khác giới, không nên để mối quan hệ ngoài luồng gây giảm bớt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương, vì ảnh hưởng của hại thái tuế, nền tảng không được chắc chắn là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp được canh kim thương quan. Mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng với người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại được sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm thì mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tử vi tình cảm của tuổi Thân vào năm 2020. Tình cảm của tuổi Thân thì không được mấy lý tưởng bởi cả nam và nữ đều khó gặp được đối tượng thích hợp. Bản mệnh không nên quá bốc đồng, thiếu suy nghĩ bởi điều đó gây ảnh hưởng không tốt tới hình tượng, khiến người khác giới có những suy nghĩ không hay về con người bạn, khiến tình cảm và hôn nhân gặp trở ngại. Muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh có thể thường xuyên tham gia những buổi giao lưu gặp gỡ giữa bạn bè lành mạnh, ít đến những nơi ồn ào, khí trường hỗn loạn. Người đang yêu, năm nay tình cảm có thêm một bước mới ngọt ngào mỹ mãn. Tuổi Thân năm nay thì hưởng thụ vận đào hoa rất vượng, cần phải chú ý đào hoa ảo. Đối với những người đã kết hôn thì nên chú ý chừng mực với bạn kết giao khác giới, đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cũng như là sự ổn định của gia đình. Nhưng do thương quan bất lợi cho phu tinh, nữ mệnh kết hôn với tuổi Thân vẫn cần thời gian kiên nhẫn đợi duyên tốt xuất hiện. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay chú ý cần phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm tuổi Dậu. Nhân duyên của tuổi Dậu trong năm 2020 khá tốt, đặc biệt là đối với những người còn độc thân. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Dậu còn quá phóng túng, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến tiêu cực sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Cần phải chú ý biết giữ mình, không nên quá chén khiến cho bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay cần chú ý phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tình cảm của tuổi Tuất năm 2020 không có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, nam mạng gặp nhiều may mắn hơn nữ mạng, phái nam có thể gặp được một vài đối tượng hứa hẹn. Tuy nhiên, nếu không dũng cảm bày tỏ, giành lấy cơ hội thì tỷ lệ thành công không cao. Muốn gây ấn tượng với những người khác giới thì cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, biết thể hiện sự quan tâm của mình đối với đối phương, cũng như là thể hiện tài năng của mình để gây ấn tượng với người ấy. Nếu có thời gian rảnh thì không nên sống khép mình, nên tích cực tham gia các buổi giao lưu tụ tập, như vậy mới có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người khác phái hơn, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Bản mệnh không có nhiều cơ hội gặp được người như ý. Nếu muốn có đôi có cặp vào thời điểm này thì không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi thời cơ, mà nên chủ động tiếp cận theo đuổi người trong lòng mình. Mặt khác, do ảnh hưởng của sao cô thần quả tú nên những người đã lập gia đình hoặc những người đã có đôi sẽ phải đối diện với nhiều rắc rối. Bạn cần dành nhiều thời gian ở bên nửa kia hơn, quan tâm bao dung cho người ấy. Khi có bất đồng quan điểm cần phải giữ thái độ bình tĩnh, không nóng nảy, tránh gây ảnh hưởng không tốt với mối quan hệ, thậm chí dẫn đến giãn nứt và chia ly. Tuổi Tuất năm nay cần chú ý phải mang bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tử vi tình cảm tuổi Hợi vào năm 2020. Người tuổi Hợi đào hoa khá vượng, cho dù là nam mệnh hay là nữ mệnh, nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn độc thân thì sẽ có được bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế mà ngoài việc lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình.
Vào năm Canh Tý thì bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng với các đối tượng khác giới gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của từng tuổi, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.